Một lần, tôi lấy hết đủ can đảm hỏi một bác sĩ trưởng phòng phụ khoa. Bà ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc. Điều gì khiến cháu nghĩ đến chuyện hỏi về vấn đề đó? Tại sao ạ? Nó tồi tệ đến mức không thể hỏi được ư? Cháu chỉ muốn biết điều gì khiến những người phụ nữ đó khác với những người bình thường khác. Ngoài sự khác biệt trong tâm thái và hành vi giới tính ra, họ không khác gì những người phụ nữ bình thường cả. Bà bác sĩ phụ khoa nói, hơi đỏ mặt vì chủ đề này. Tôi lại gặng hỏi bà, nếu như tâm thái và hành vi giới tính của một người phụ nữ khác với những phụ nữ bình thường, thì cô ta có thể được coi là một người phụ nữ không? Bà bác sĩ phụ khoa không biết phải mô tả chi tiết ra sao mà cũng không được chuẩn bị để làm việc đó. Lần thứ ba, tôi va chạm vấn đề đồng tính là khi được cử đi lấy tin về một chiến dịch trật tự toàn thành phố. Khi người tổ chức hoạt động đó nhìn thấy tôi, ông ta kêu lên, làm sao mà đài phát thanh lại có thể cử phụ nữ đi chứ? Chắc là nhầm lẫn rồi. Thôi được, vì cô đã tới đây rồi nên cô ở lại cũng được. Nhưng tôi e rằng cô sẽ phải tường thuật gián tiếp, chứ không phải có mặt tại hiện trường đâu. Các đồng nghiệp của ông ta cười ồ lên, nhưng tôi vẫn không hiểu gì. Khi hoạt động bắt đầu, lý do họ cười mới lộ ra. Họ tiến hành những cuộc kiểm tra đột xuất các nhà vệ sinh công cộng của nam giới, bốc mùi hôi thối thấu trời, và bắt những người đàn ông có hành vi tình dục đồng tính. Tôi thấy nghi ngờ về chiến dịch này. Chẳng phải đã đủ đạo trích và các loại tội phạm khác để bắt rồi hay sao? Và chắc là không có nhiều đàn ông sinh hoạt tình dục trong nhà vệ sinh cùng một lúc đến mức ấy chứ. Không thể tin nổi, hơn 100 người đàn ông đã bị bắt đêm đó. Khi chiến dịch sắp kết thúc, tôi sửng sốt hỏi một nhân viên trật tự công cộng. Có phải ở các nhà vệ sinh nữ cũng có những người chịu trách nhiệm duy trì trật tự không? Sao chúng tôi lại phải đi kiểm tra phụ nữ? Cô đùa chắc? Anh ta đáp, lắc đầu ngạc nhiên vì sự ngây thơ của tôi. Người gọi hỏi về đồng tính qua chương trình đường dây nóng của tôi là người đầu tiên giúp tôi thực sự hiểu về vấn đề này. Khoảng một tuần sau cuộc gọi đó, tôi trở về nhà trong trạng thái hưng phấn cao độ vì buổi phát thanh. Khoảng 2 giờ sáng, khi cuối cùng tôi cũng bắt đầu buồn ngủ, chuông điện thoại đột ngột reo vang. Hân Nhiên, cô nhớ tôi là ai không? Một giọng nữ cất lên. Hẳn là cô phải nhớ. Tôi đã hỏi cô một câu hỏi khó trên đài hôm trước. Giận dữ và bực bội, tôi tự hỏi làm sao mà người phụ nữ này có số điện thoại nhà riêng của tôi. Rõ ràng, lẽ ra nên dùng việc cho số điện thoại nhà riêng của tôi, bất kể đó là ai ở đài. Giờ thì đã quá muộn, chẳng thể làm gì được nữa. Tôi nổi đoá lặng lẽ khi người phụ nữ kia nói, ấy, tôi biết cô đang nghĩ gì. Đừng kết tội biên tập viên trực tiếp của cô về chuyện cho tôi số của cô đấy. Tôi nói, tôi là họ hàng của cô từ Bắc Kinh tới và tôi đã bị mất cắp túi xách khi xuống tàu. Có cuốn sổ điện thoại trong đó. Tôi cần gọi cho cô đến đón tôi. Không tồi, đúng không? Không tồi, không tồi. Tôi lặp lại lạnh lùng. Tôi giúp gì được cô nào? Tôi vẫn nhớ cô. Cô ở Mã Yên Sơn, đúng không? Vâng, tôi biết là cô sẽ không quên tôi. Cô có mệt không? Tôi kiệt sức. Một chút. Cô muốn gì nào? Có vẻ cô ta đã hiểu ra ý bóng gió. Thôi được rồi, cô đang mệt. Tôi sẽ không nói gì bây giờ cả. Tôi sẽ gọi lại cho cô sau chương trình của cô vào ngày mai. Nói xong, cô ta cúp máy. Đến tận hôm sau, tôi hầu như đã quên mất cuộc gọi đó. Nhưng sau khi về nhà chưa đầy một tiếng, chuông điện thoại reo vang. Hân Nhiên, hôm nay tôi gọi sớm hơn rồi đúng không? Đừng lo, tôi sẽ không nói gì nhiều đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất biết ơn cô vì đã nói lời xin lỗi với những người đồng tính, vì sự thành kiến mà họ phải chịu đựng. Thế nhé, chỉ vậy thôi. Chúc ngủ ngon. Cô ta lại cúp máy trước khi tôi kịp nói gì. Tôi tự an ủi mình. Cô ta có ý tốt thôi và khá ý tứ. Mỗi tối, người phụ nữ đó gọi cho tôi vào cùng một giờ, suốt 3 tuần liền. Cô ta nói với tôi những suy nghĩ cô ta về buổi phát thanh tối hôm đó, giới thiệu những cuốn sách và bản nhạc mà có lẽ tôi sẽ thấy hữu ích.
hoặc đơn giản chỉ là cho tôi một lời khuyên khôn ngoan về cuộc sống nói chung. Mỗi lần cô ta chỉ nói vài phút và không bao giờ cho tôi cơ hội để nói cả. Cô ta không cho tôi biết tên. Một hôm, khi tôi đang rời đài phát thanh lúc khoảng 1 giờ sáng, tôi thấy một người hàng xóm đang chờ mình ở cổng. Chuyện này rất lạ. Anh ta bảo con bé giúp việc của tôi, nhờ anh ta tới vì nó sợ đến mất trí. Một người phụ nữ lạ cứ gọi đến nhà bảo nó, rời khỏi Hân Nhiên đi. Tôi có cảm giác phấp phỏng không yên. Tối hôm ấy, đúng vào giờ đó, như mọi ngày trong suốt 3 tuần trước đó, điện thoại reo. Trước khi người gọi kịp nói gì, tôi đã chẹn luôn. Có phải cô vừa gọi lúc nãy không? Phải, tôi nói chuyện với con bé trông trẻ của cô và bảo nó phải rời khỏi cô. Cô ta nói, khá thản nhiên và bình tĩnh. Tại sao cô lại làm thế? Tôi giận dữ hỏi. Tại sao không? Cô ta không nên sở hữu cô cho riêng mình. Cô nên thuộc về nhiều người phụ nữ khác nữa. Nghe này, tôi đáp. Tôi rất vui được trao đổi những ý tưởng hay chuyện trò với cô về cuộc sống nói chung. Nhưng nếu cô quấy rầy cuộc sống của tôi, thì tôi sẽ không còn gì liên quan tới cô nữa. Tôi không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Người khác cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Cô ta im lặng một lát, rồi nói với giọng nài xin. Tôi sẽ làm như cô nói, nhưng cô không thể ruồng bỏ tình yêu của chúng ta. Cái ý tưởng rằng người phụ nữ đó yêu mình khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi không trả lời điện thoại suốt mấy ngày liền và tôi tự nhủ rằng, cũng giống như những người hâm mộ đến phát cuồng các ngôi sao nhạc pop, sự cuồng si của cô ta có lẽ đến rồi sẽ đi, không cần phải lo lắng. Một buổi chiều, giám đốc đài triệu tôi lên phòng làm việc và nói, một nữ phát thanh viên của đài phát thanh Mã Yên Sơn, tên là Đào Hồng, đã tìm cách tự sát. Cha cô ta có gửi cho tôi thư tuyệt mệnh của cô ta. Trong thư nói, cô ta yêu cô sâu sắc, nhưng cô đã tự tuyệt cô ta. Tôi không nói được lời nào. Người phụ nữ tên Đào Hồng này chính là người đã bí ẩn gọi điện cho tôi. Tôi không hề nghĩ rằng cô ta cũng là một phát thanh viên và đương nhiên tôi không hề nghĩ rằng việc không nghe các cuộc gọi của cô ta sẽ dẫn tới chuyện này. Giám đốc đài mời tôi ngồi một chút. Có vẻ như điều đầu tiên Đào Hồng thét lên khi hồi tỉnh là tôi phải gặp Hân Nhiên. Vài ngày sau, khi tôi đang họp với phòng kế hoạch, một phát thanh viên bước vào, báo tôi có khách. Khi anh ta đưa tôi tới phòng lễ tân, tôi thấy một cô gái trẻ mặc đồ đàn ông rất sành điệu. Tóc cô ta cắt ngắn ngủn, nên nhìn từ đằng sau, khó mà bảo được đấy là phụ nữ. Trước khi người phát thanh viên đi tìm tôi lúc nãy kịp giới thiệu chúng tôi, cô ta bước tới và dùng cả hai tay chộp lấy cánh tay tôi, giọng đầy cảm xúc. Đừng nói gì cả, hãy để tôi cảm nhận được toàn bộ. Tôi biết ngay cô chính là Hân Nhiên của tôi. Hân Nhiên của cô? Người phát thanh viên khi nãy hỏi. Đúng thế, Hân Nhiên của tôi là Đào Hồng của cô đây. Người đồng nghiệp của tôi bèn lẩn ngay ra ngoài. Anh ta có biết chuyện về Đào Hồng, nên tôi đoán anh ta đi gọi sự trợ giúp. Mắt của Đào Hồng dán chặt lấy tôi trong khi nói. Chồng cô còn đáng yêu hơn so với tưởng tượng của tôi. Nữ tính quá, mềm mại quá. Cuối cùng tôi cũng gặp được cô rồi. Lại đây nào, ngồi xuống đây, để tôi ngắm cô kỹ hơn. Đã hơn nửa năm rồi. Tôi không tới một lần nào trong suốt thời gian đó. Tôi muốn biết và hiểu cô qua chương trình của cô và qua hình ảnh cô trong trái tim tôi. Cô nói đúng lắm. Người phụ nữ là lực lượng sáng tạo trong vũ trụ này. Họ đem đến cho cuộc sống cái đẹp, cảm xúc và sự nhạy cảm. Họ tinh khiết và trong sạch. Phụ nữ là những tạo vật tuyệt vời nhất. Người đồng nghiệp của tôi đã trở lại với 3 hay 4 phát thanh viên khác. Tất cả bọn họ đều ngồi xuống không xa chúng tôi, tán gẫu trong khi vẫn để mắt tới tôi. Xem tôi mang gì tới cho cô này. Những cuốn sách này toàn hình vẽ phụ nữ thôi. Hãy xem thân hình họ mới đẹp đẽ làm sao.
Nhìn bức tranh này đi, nét mặt ấy, nhìn xem cái miệng này mới quyến rũ làm sao. Tôi mang đến tặng riêng cho cô đấy. Cô có thể giữ lấy và nhìn ngắm chúng vào lúc nào rảnh rỗi. Tôi còn mang cho cô cả cái này nữa, để cho cô khoái cảm tình dục. Cả cái này nữa, khi tôi cọ sát nó vào thân thể cô sẽ thấy như mình đang lên thiên đường. Các đồng nghiệp của tôi liếc trộm các thứ đào hồng đang đặt trước mặt tôi. Tôi ngượng chín người. Tôi vẫn luôn khăng khăng rằng tình dục không tình yêu là đổi trụy. Thậm chí tôi còn không biết rằng có những dụng cụ thay thế tạm thời để kích thích những khoái cảm nhục dục theo cái cách máy móc này. Đào hồng vẫn thao thao bất tuyệt. Với sự trợ giúp của các công cụ hiện đại, chúng ta có thể đạt được những thứ tổ tiên chúng ta muốn mà không thể có. Khác với họ, chúng ta có thể đẩy cảm xúc của mình đi xa tới mức nào chúng ta muốn. Tôi cố làm cô ta sao lãng bằng cách chỉ vào tập giấy cô ta đang ôm, trông giống như một thứ tài liệu quảng cáo gì đó. Đào hồng, cái gì đây? Cô chưa nhắc tới thứ này. À, tôi biết cô sẽ hỏi về chúng. Đây là những tôn chỉ của Hiệp hội Đồng tính Trung Quốc. Cô đã nghe về nó chưa? Một năm rưỡi trước, chúng tôi đã dự định tổ chức một cuộc hội thảo. Khách sạn, chương trình và mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng chính phủ đã thẳng tay đàn áp. Song chuyện đó cũng chẳng sao. Chúng tôi đạt được hầu hết những thứ mà chúng tôi muốn. Trong vài bữa tối trước hội thảo, chúng tôi đã thảo ra các nguyên tắc của hội, thông qua các nghị quyết và thảo luận về những nhu cầu thể xác và làm thế nào để có thể thu được nhiều hơn từ sex. Tôi nhớ buổi hội thảo mà Đào Hồng nói tới. Tôi đã suýt tới Bắc Kinh để tường thuật về nó. Ngày trước hôm tôi lên đường theo đúng lịch, một người từ Sở Công an Nam Kinh gọi tới để báo với tôi rằng họ đã cử người đến hỗ trợ Công an Bắc Kinh dập tắt cuộc hội thảo đó. Họ đang tìm kiếm và đình chỉ hoạt động một khách sạn lớn, bắt một số nhân vật chủ chốt của Hiệp hội Đồng tính. Ngay lập tức, tôi gọi cho một số nhà tâm lý học và bác sĩ mà tôi biết là được mời tới dự buổi hội thảo để cảnh báo họ đừng đi. Tôi sợ rằng sẽ có đổ máu. May mắn thay, như Đào Hồng kể, việc giải tán buổi hội thảo không dẫn tới bạo lực. Để ngăn chặn tình huống diễn biến theo chiều hướng xấu, phía công an đã cố ý để lộ thông tin về vụ vây bắt. Vì vậy, Hiệp hội Đồng tính đã hủy bỏ cuộc hội thảo. Hai bên đều hoàn thành được phần lớn mục tiêu mình đặt ra. Chính phủ kiểm soát được tình hình, còn Hiệp hội vẫn gặp mặt được trong khi lập kế hoạch cho cuộc hội thảo. Người Trung Quốc đang ngày càng trở nên tinh vi hơn trong cách vận động chính trị của họ. Một cơn buồn nôn dâng lên trong tôi khi tôi đọc dòng tiêu đề đập ngay vào mắt trên một trong các tờ rơi mà Đào Hồng đang ôm chặt. Kỹ thuật quan hệ tình dục bằng miệng. Phần 4. Sử dụng hàm trên. Tôi cảm thấy kiểu thảo luận trần trụi về sách như thế thật khó có thể chấp nhận. Đào Hồng nhận ra vẻ ghê sợ trên mặt tôi, liền nói bằng giọng kiên nhẫn. Đừng thấy là mình bắt buộc phải nhìn nó ngay lúc này. Hãy thử sau, rồi cô sẽ khám phá ra sự khoái lạc của tình dục. Các đồng nghiệp của tôi lặng lẽ cười hinh hích. Đi dạo chút đi. Tôi nói, liều lĩnh thoát khỏi tiếng khúc khích của đồng nghiệp. Thật sao? Đương nhiên rồi, lẽ ra chúng ta nên đi dạo phố sớm hơn. Chúng ta sẽ thành một cặp được đấy. Chúng tôi ra khỏi đài phát thanh và Đào Hồng hỏi chúng tôi sẽ đi đâu. Tôi bảo cô ta đừng hỏi, cô sẽ biết khi tới nơi. Cô ta thậm chí còn trở nên sôi nổi hơn, nói rằng đây chính là kiểu phiêu lưu mà mình thích, đầy những bí ẩn, vì nó mà cô còn tôn sùng tôi hơn rất nhiều. Tôi đưa cô ta tới đền Kê Minh, một ngôi đền cổ ở Nam Kinh có tiếng chuông, có thể nghe thấy từ rất xa. Mỗi khi gặp rắc rối hay buồn phiền, thỉnh thoảng tôi lại tới ngồi trong chùa Dược Sư Phật ở đền này. Lắng nghe tiếng chuông trong khi ngước nhìn bầu trời xanh mây trắng, nỗi phiền muộn của tôi như được nâng lên và tôi cảm thấy mình có được ý chí quyết tâm, sự tự tin và mãn nguyện mới. Tôi nghĩ tiếng chuông có lẽ cũng tác động được đến tinh thần của Đào Hồng. Ở cổng đền, Đào Hồng dừng lại, lo lắng hỏi. Nếu tôi đi qua đây,
Liệu nó có thanh tẩy tôi không? Liệu nó có tước đi phẩm chất nào đó không? Bất kể nó tước đi cái gì thì chắc chắn cũng chỉ là vô nghĩa. Tình cảm và ý nghĩa không thể bị sự thanh tẩy cuốn đi được. Tôi nghĩ thế. Tôi nói. Đúng lúc Đào Hồng bước qua cổng đền, tiếng chuông vang vọng. Cô ta trầm ngâm. Trái tim tôi rung lên trong một khoảnh khắc. Tại sao? Tôi không biết phải trả lời cô ta như thế nào. Đứng trong chùa Dược Sư Phật, hai chúng tôi không nói câu nào một lúc lâu. Khi tiếng chuông lại vang lên, tôi hỏi Đào Hồng hai câu. Cô bắt đầu yêu phụ nữ từ khi nào? Và người tình đầu tiên của cô là ai? Câu chuyện của Đào Hồng tuôn chảy. Cha Đào Hồng vô cùng hổ thẹn khi không có con trai. Sau khi sinh cô ra, mẹ cô bị ung thư tử cung và không thể sinh con được nữa. Sau này, bà đã mất vì căn bệnh đó. Cha cô phát điên lên vì dòng họ nhà ông không có ai nối dõi, nhưng ông chẳng thể làm gì được. Vì thế, ông xem Đào Hồng như một cậu con trai và nuôi dạy cô như một đứa con trai về mọi mặt, từ quần áo ăn mặc đến đầu tóc và các trò chơi. Đào Hồng không bao giờ đi nhà vệ sinh công cộng vì cô không biết phải đi vào toilet dành cho nam hay nữ. Thời gian ấy, Đào Hồng rất tự hào về cách hành xử nam tính của mình và chẳng hề yêu phụ nữ. Tuy nhiên, vào năm 14 tuổi, chuyện xảy ra trong một đêm hè đã thay đổi hoàn toàn con người cô và cách nhìn của cô với đàn ông và phụ nữ. Đó là mùa hè trước khi cô bước vào cấp 3. Cô đã nghe kể rằng cấp 3 là quãng thời gian kinh khủng nhất. Đường đời của cô thế nào là do nó quyết định. Thành tích ở đó sẽ dẫn đến thành công trong tương lai. Cô quyết định tận hưởng kỳ nghỉ hè trọn vẹn trước khi vùi đầu vào học hành vất vả suốt 3 năm tới. Và cô đi chơi tối với bạn bè rất nhiều. Cái đêm hôm đó, chừng 11 giờ khi cô bắt đầu về nhà, cô không phải đi xa lắm và đó cũng không phải là con đường vắng vẻ. Khi chỉ còn cách nhà vài bước, một nhóm 4 gã đàn ông nhảy ra khỏi bóng tối và tóm lấy cô. Chúng lôi cô đi, bịt mắt và nhét rẻ vào miệng, tới một nơi có vẻ như là nhà kho, chứa dụng cụ ở một công trường xây dựng. Giải bịt mắt được cởi ra, nhưng miệng cô vẫn bị nhét rẻ. Trong phòng còn có thêm 3 gã nữa, tức là tổng cộng có 7 gã. Chúng bảo Đào Hồng là chúng muốn xem cô thực ra là đàn ông hay đàn bà, và bắt đầu lột quần áo của cô ra. Chúng ngẩn ra một lúc khi thấy thân thể thiếu nữ của cô, nhưng rồi mặt chúng đỏ phừng lên, và cả 7 gã nhảy sổ vào cô. Đào Hồng ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trần truồng và chảy máu trên bàn thờ. Đám đàn ông đang gáy vang dưới sàn. Mấy gã quần còn đang tụt xuống tận mắt cá chân. Đào Hồng ngồi thẫn thờ trong nỗi kinh hoàng mất một lúc trước khi cuối cùng cũng vụng về dịch xuống khỏi cái bàn. Lảo đảo quay cuồng, cô chậm chạp nhặt quần áo dưới sàn lên. Khi cô bước đi, cô dẫm lên bàn tay của một gã. Gã này kêu oai oái khiến mấy gã kia tỉnh dậy. Chúng nhìn cô, đờ ra vì cảm giác tội lỗi khi Đào Hồng nhặt quần áo lên và mặc vào, từng chiếc một. Đào Hồng mất nửa tiếng khó khăn để mặc lại đống quần áo. Suốt lúc đó, cô không nói một lời. Kể từ đó, cô căm ghét tất cả đàn ông, thậm chí cả cha mình. Đối với cô, họ đều bẩn thỉu, dâm đãng, thú vật và tàn bạo. Lúc đó, cô mới thấy kinh hai lần. Cô tiếp tục ăn mặc như con trai, vì lý do gì thì cô không thể giải thích được và không bao giờ kể với ai chuyện gì đã xảy ra. Vụ cưỡng hiếp tập thể khiến cho mọi chuyện khá rõ ràng với Đào Hồng rằng cô là phụ nữ. Cô bắt đầu thắc mắc phụ nữ thì như thế nào. Cô không tin rằng mình có vẻ đẹp của phái nữ, nhưng cô muốn nhìn nó. Lần đầu tiên cô thử làm điều đó là với cô bạn nữ sinh nhất hồi lớp 10. Đào Hồng bảo cô bạn đó là cô rất sợ ở một mình khi bố đi công tác vắng nhà và hỏi bạn mình có thể đến ngủ cùng hay không. Trước khi họ leo lên giường đi ngủ, Đào Hồng bảo với bạn rằng cô ngủ trần. Cô bạn kia hơi ngượng ngùng khi làm theo cô, nhưng Đào Hồng bảo sẽ massage cho bạn,
Thế là cô bạn kia đồng ý cởi quần áo. Đào Hồng kinh ngạc trước sự mềm mại và mịn màng của thân hình cô gái, đặc biệt là vùng ngực và hông. Sự đụng chạm nhỏ nhất cũng khiến máu dồn lên tận đầu Đào Hồng, khiến cô rùng mình toàn thân. Đúng lúc Đào Hồng đang xoa nắn bạn mình cho đến nỗi cô bé thở hổn hển thì cha cô vào phòng. Với một sự bình tĩnh bất ngờ, Đào Hồng kéo chăn trùm kín tấm thân trần của cả hai và nói: "Sao bố lại về? Bố bảo là đi công tác cơ mà." Cha cô quay ra và không nói một lời. Ông quá sửng sốt. Sau này, khi tôi phỏng vấn cha Đào Hồng trên điện thoại, ông nói với tôi rằng kể từ hôm đó, ông biết Đào Hồng đã lớn và hơn thế nữa, đã trở thành một phần của một nhóm người đặc biệt. Ông không dám hỏi thằng con gái tại sao cô bị đồng tính, nhưng lại thường đặt câu hỏi đó với người mẹ quá cố của cô khi đi quét mộ bà vào tiết thanh minh hàng năm. Kể từ đó, Đào Hồng thường đưa các cô gái về nhà massage. Cô nghĩ phụ nữ là những sinh vật tuyệt vời, nhưng không hề có tình yêu trong những cảm xúc cô dành cho họ. Lần đầu tiên cô thực sự yêu là trong khi chuẩn bị cho cuộc hội thảo đồng tính nữ mà cô đã kể với tôi. Đào Hồng được sắp cho ở cùng một khách sạn với một người phụ nữ hơn cô 14 tuổi. Người đàn bà đó thật duyên dáng, điềm đạm và thân thiện. Cô ta hỏi Đào Hồng tại sao cô lại tham gia hội thảo này và biết rằng Đào Hồng thích phụ nữ. Cô ta bảo Đào Hồng rằng tình dục là trạng thái tinh thần cao quý nhất và ở đó phụ nữ là thứ quý giá hơn tất thảy. Khi hội thảo bị giải tán, cô ta đưa Đào Hồng tới một khách sạn khác để tham gia một khóa huấn luyện về tình dục. Đào Hồng được nếm trải sự kích thích về tình dục và khoái cảm mà cô chưa bao giờ trải qua. Người đàn bà đó còn hướng dẫn Đào Hồng về sức khỏe tình dục và cách sử dụng các công cụ tình dục. Cô ta kể rất nhiều về lịch sử của đồng tính, cả ở Trung Quốc lẫn nước ngoài. Đào Hồng nói rằng cô yêu người phụ nữ đó vì cô ta là người đầu tiên chia sẻ quan điểm và hiểu biết với cô, để bảo vệ cô và đem lại cho cô khoái cảm thể xác. Nhưng người phụ nữ đó nói với Đào Hồng rằng cô ta không và không thể yêu cô được. Cô ta không thể quên, chứ chưa nói là tìm người thay thế, người tình cũ của mình, một nữ giảng viên đại học, đã qua đời nhiều năm trước vì tai nạn xe hơi. Đào Hồng vô cùng xúc động. Cô nói từ khi cô còn bé, cô đã biết rằng tình yêu trong sáng và thánh thiện hơn tình dục rất nhiều. Sau khi Đào Hồng trả lời hai câu hỏi của tôi, chúng tôi rời đền Kê Minh. Trong lúc chúng tôi bước đi, Đào Hồng nói với tôi rằng cô đã đi tìm một người đàn bà mà cô có thể chia sẻ mối quan hệ như với người yêu đầu tiên. Cô đọc nhiều và đã đỗ trong kỳ thi tuyển phát thanh viên của đài phát thanh Mã Yên Sơn 8 tháng trước. Cô dẫn một chương trình đường dây nóng về phim và truyền hình. Cô kể rằng một trong số các thính giả đã viết thư gợi ý cô nên nghe chương trình Khinh Phong Dạ Thoại. Cô vặn kênh đó lên nghe hàng ngày suốt 6 tháng liền và đã kỳ vọng tôi sẽ trở thành người tình mới của mình. Tôi nói với Đào Hồng một câu châm ngôn tôi thường lặp đi lặp lại trên sóng phát thanh. Nếu như bạn không thể làm ai đó hạnh phúc, đừng cho họ hy vọng. Và nói một cách chân thành: "Đào Hồng, cảm ơn cô. Tôi rất vui vì đã được gặp cô, nhưng tôi không thuộc về cô và tôi cũng không thể trở thành người yêu của cô được. Tin tôi đi, ngoài kia đang có người chờ đợi cô đấy. Hãy tiếp tục đọc sách và mở rộng những chân trời của mình và cô sẽ tìm thấy người đó. Đừng để người đó phải chờ đợi cô." Đào Hồng hỏi khẽ: "Liệu tôi có thể xem cô là người yêu cũ thứ hai của tôi không?" Cô chậm rãi hỏi. "Không, cô không thể," tôi đáp. "Vì giữa chúng ta không có tình yêu. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Yêu và được yêu một cách đơn phương đều không đủ." "Vậy thì tôi nên nghĩ về cô như thế nào?" Đào Hồng bắt đầu tiến tới quan điểm của tôi. "Nghĩ về tôi như một người chị gái," tôi nói. "Mối quan hệ thân thích là mối quan hệ bền vững nhất." Đào Hồng nói cô sẽ nghĩ về chuyện đó và chúng tôi chia tay. Vài ngày sau,
Khi tôi nhận được cuộc gọi từ một thính giả muốn giấu tên, tôi ngay lập tức nhận ra đó là Đào Hồng. Chị Hân Nhiên, cô nói, em mong rằng tất cả mọi người đều nhận được sự chân thành, tốt bụng và hiểu biết của chị. Chị có đồng ý nhận em làm em gái không?